Với hệ thống giao thông quốc lộ, tỉnh lộ được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi để huyện Bảo Yên phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với đó là tình trạng mất an toàn giao thông luôn tiềm ẩn. Bởi vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được địa phương hết sức quan tâm. Trên hai tuyến quốc lộ huyết mạch chạy qua địa bàn huyện Bảo Yên là quốc lộ 70 và quốc lộ 279, lưu lượng xe lưu thông liên tỉnh cao, đặc biệt là nhiều xe tải trọng lớn. Tình hình vi phạm của người tham gia giao thông trên địa bàn cũng còn phổ biến, nhất là khi vắng bóng lực lượng chức năng. Địa bàn huyện Bảo Yên rộng mà lực lượng của đội nghiệp vụ, đội cảnh sát giao thông nói riêng hiện tại là vẫn còn mỏng. Cho nên là không thể nào mà lúc nào cũng 24/24 có thể là đi hết các địa bàn trên địa bàn huyện được. Có nguyên nhân nữa đó là liên quan đến trình độ nhận thức của người dân. Thì là có một số người dân thì người ta chưa nhận thức được các hành vi vi phạm. Để lập lại trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Bảo Yên tăng cường thực hiện đồng bộ hai giải pháp: tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý 1.082 trường hợp vi phạm, tăng tới 917 trường hợp so với năm trước, xử phạt 1.045 trường hợp với số tiền phạt 2 tỷ 545 triệu đồng, nhiều hơn năm trước 2,1 tỷ đồng. Nhiều trường hợp bị tước giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bảo Yên dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của ban giám đốc công an tỉnh, lãnh đạo công an huyện Bảo Yên sẽ tiếp tục tập trung vào những cái kế hoạch, những cái điện chỉ đạo như cái điện chỉ đạo số 76, điện số 05, kế hoạch số 299 của lãnh đạo Bộ Công an và đặc biệt là hiện nay đang tập trung vào kế hoạch số 2724 của Công an tỉnh về tổng kiểm soát đối với phương tiện vi phạm, phương tiện chở hành khách và phương tiện vận tải container thì nhằm đảm bảo lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bảo Yên một cách an toàn, thuận tiện cho người dân. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bảo Yên vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm với mục tiêu kiềm chế không để xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn.